Oh, hi. Có gì vậy? Em đâu quậy phá đâu, để cho em chơi, đừng có đừng. Em đó không phải là quậy phá. Em đó con chơi giữa đúng của con trai. À. Em đó còn đó hãy rồi ở trường ca coi đừng bị ké, cũng không có sợ nữa. Không có sợ hả? Lỡ rồi bị ké một cái trượt chân. Trượt chân ké một cái là khổ. Ồ, có con vật gì kìa? Con chó gì màu tím tím kìa? Con bóng đó, con chó gì vậy? Con nó là gì đó? Con này gọi là gì đây? Ừ, con chó đó. That's a dog. That's a dog. Đi xuống hả? Nhớ bám cầu thang đi lên đi xuống nha. Ôi ôi mẹ. Ba lấy giùm con đi. Ba lấy tới đâu mẹ la. Ba phải đứng lại luôn chứ. Yeah. Thế nào?